Jupiter chứ. Jupiter XC là như nhau nha anh em. Đây là bài 54 dân Vin. Bô móc bình nhỏ. Thì 54 dân Vin bình nhỏ. Bình nhỏ nhưng vẫn là có nha anh em. Nói chung là tất cả là làm theo ý anh em. Với tiêu chí, với cách anh em cần là làm nhưng vẫn đi bình nhỏ, đi bình chin cho anh em, và phải có mạnh cho anh em, quặng là có cho anh em, và vấn đề lớn là không hao xăng cho anh em. Đó là cái tiêu chí anh em cần hiện nay: máy mạnh và không hao xăng, và thích đi bình chin bình nhỏ theo xe. Thì nói chung thì Tuấn vẫn đáp ứng cho anh em được nha. Tuấn vẫn cố gắng và làm theo ý anh em với cái bài là với cái bài nhẹ và vẫn đi bình nhỏ bình chin cho anh em. Đó thì đó là lý do hiện nay anh em vẫn thích đi bình nhỏ nhưng mà vẫn là có với không hao xăng. Xe vẫn mạnh nhưng anh em vẫn đi bình chin được cho anh em, và trong cái tư thế đi làm đi đây đó này kia anh em đỡ hao xăng luôn. Đó là cái tư thế mà anh em đang thích hiện nay là 54 dân Vin bình nhỏ nha. Nhưng mà cái gì cái thì cái bình nhỏ là nó sẽ không mạnh bằng bình lớn nha anh em. Mình nói dặn là có nhưng thật sự dặn là có thật, nhưng so với tốc độ thì sẽ không bằng bình lớn, cái đó là rõ ràng nha anh em. Đó, ngoài ra là chỉ có nói về vấn đề bình lớn thôi. Bình lớn vô thì nó sẽ cho cái tốc độ anh em nó đổ ác hơn nhiều. Đó, còn bình nhỏ thì nói chung thì nó sẽ nhịn hơn bình lớn tí xíu, nhưng vẫn đủ cho anh em chơi. Nếu anh em cảm thấy bình nhỏ đi đủ thì anh em để đi, còn anh em nào mà cảm thấy máu lửa hơn tí xíu thì mình lên bình lớn thôi, thí dụ như là bình bông, đơn giản anh em. Rồi, em nó đang nổ rô đai xong rồi Tuấn sẽ test cái bình nhỏ cho anh em với cái bài 54 dân Vin này. Với cái sở thích của anh em hiện nay là 54 dân Vin bình nhỏ nha. Rồi, tranh thủ test vài cái nhẹ cho anh em, giao xe cho đứa em về. Rồi, cầm nhẹ đi. Sao màn hình, cái màn hình nó ngộ vậy?
quá chát anh em ơi. À, như anh em cũng thấy à, bình nhỏ nhưng mà dặn là có nha anh em. Nhưng mà nói thì nói chứ là bình nhỏ thì nó có quy luật theo bình nhỏ, không thể so sánh được với bình lớn nha anh em. Đó thì như anh em mình đã nghe tướng tết nhẹ đó, thì đây là cái bài như thường lệ nào giờ tướng làm, đó là 54 gen gen chassis nha anh em. Bài này gọi là bài con nít thôi nha anh em, đó là 54 gen gen xúc bắp chỉ có 22-24 thôi. Đó là bài bóc nhẹ để cho anh em đi làm, anh em chở hàng, anh em về quê làm gì đó, đi đây đi đó thì nó có vẫn có cái độ linh hoạt rất ok cho anh em. Nhưng làm gì làm cây bô là phải luôn móc nha anh em, không để zin được. Bởi do máy mình nó thở nhẹ nhàng thì máy mình nó đỡ bị nén hơi thì nó sẽ rất là tốt cho cái máy của mình. Rồi, cái này để anh em, để cho anh em biết là Tấn vẫn làm những bài nhỏ bình thường nha anh em. Ví dụ như bài là cam xăng nồi dinh dinh cháy 52 cho quay rim, và cam xăng nồi dinh dinh cháy 54 cho quay rim, và dinh lớn 52 cho quay rim, dinh lớn 54 cho quay rim, và lên từ từ theo cái nhu cầu của anh em mình. Thì giữa cái năm giờ Tấn nói giữa cái 54 của si của da đi với lại 54 của rim quay thì nó có khác nhau như thế này anh em. Ví dụ như là 54 của da với si này đó, thì nếu như bụng máy anh em mình còn im thì cái bài 54 này không cần phải chẻ máy, vì cái miệng lóc và lòng của mình nó có cái số lớn sẵn, cho nên 54 thì mình chỉ sấy lên thôi, riêng si da với lại Jupiter. Còn như quay rim của anh em mình mà lên 54 là buộc phải chẻ máy nha anh em. Tại vì cái miệng lóc của anh em mình rất là nhỏ, luôn luôn là vậy, luôn luôn là phải chẻ máy ra, sổ lóc rồi mới đóng được cái lòng 54, thì cái lòng 54 mới xỏ vô cái lóc mình được. Đó là cái miệng lóc của mình nó đang nhỏ, cho nên là rim quay thì nhỏ lắm, cho nên mình phải luôn chẻ máy để sổ lóc. Thì những cái bài 54 của rim quay là chẻ máy sổ lóc, thì luôn luôn là Tấn sẽ lãnh làm cho anh em là từ tư thế chẻ máy sổ lóc và làm chắc máy từ trong ra ngoài cho anh em, với thay tất cả các dòng bạc đạn bên trong máy này kia nọ, nó là như vậy, nó khác nhau vừa giữa si và rim quay, giữa hàng Yamaha và rim quay. Rồi hôm nay Tấn lên cái bài này để mục đích là để cho anh em biết là Tấn vẫn làm những bài nhỏ chứ không phải là bài lớn Tấn mới làm nha anh em. Vẫn làm những bài nhỏ cho anh em, từ cam xăng nồi cháy quay cho tới cháy 54 trở lên nha anh em. Rồi còn em này thì Tấn đang có một dự án cho em nó, và mới có dự án thôi chứ chưa có quyết định nha anh em. Tính là cái dự án nhỏ cho em nó là lên máy 62 cho em nó nha anh em. What? Rồi, rồi chuẩn bị giao xe cho anh em khách về rồi, Tấn xin tạm dừng clip tại đây nha anh em. Hẹn anh em những clip sau, những clip hấp dẫn hơn Tấn sẽ up lên và cho anh em mình xem. Rồi bây giờ Tấn canh chỉnh cò mọi thứ rồi bắt vàng áo rồi vô để giao cho đứa em về. Thì Tấn xin hẹn lại anh em clip sau, và Tấn xin chào anh em. Rồi cũng một câu muôn thở nha anh em, chúc tất cả anh em mình là luôn thành công và hạnh phúc nha anh em. Rồi bắt đầu vô đi mấy đứa. Thằng này mà lên 62 chắc bay không chứ chạy gì nữa mà chạy. Suy nghĩ kỹ chưa mày? 62 luôn hả? Tăng 6.
cái đít mày ngồi nó hết hết con xe mẹ rồi, lên 62 chắc gắn luôn cặp cánh cho nó bay luôn anh em ơi, chứ sao chạy được. Nhưng mà đây là hứa hẹn với những với clip sắp tới nha anh em, để khi nào mà cho em nó lên 62 thì sẽ up lên cho anh em mình xem, coi nó sẽ chạy hay là nó bay nha anh em. Rồi ra đi. Đường hẻm mà làm thấy ớn thiệt. Thôi dọn đồ đi.